Thưa thầy, để tu con muốn theo thầy để tìm hiểu Phật pháp, mong thầy giúp đỡ. Nó có hai kiểu, đó là quý vị mà sư có một cái sự thắc mắc như thế này nè. Những khi quý vị hỏi, quý vị có thật sự theo dõi không? Tại vì có nhiều người họ hỏi xong rồi họ không có theo dõi, thì thành ra là sư trả lời nó cũng chất quốc à. Đấy. À, còn nếu như mà cái người đang hỏi ở đây đó mà có theo dõi đó thì nó như thế này: quý vị muốn tìm hiểu Phật pháp thì quý vị có thể, thứ nhất là quý vị có thể tìm hiểu về những cái bài giảng của sư trên kênh YouTube. Sư có lưu lại hầu hết những bài giảng của sư ở trên YouTube. Khi mà quý vị theo dõi hết đó, thì sư tin là quý vị cũng sẽ có được một cái lượng kiến thức giáo lý nhất định. Còn muốn tu theo sư á, còn muốn theo sư thì sư không biết là theo cái kiểu cư sĩ hay là theo cái kiểu là xuất gia luôn. Nếu như mà theo cái kiểu cư sĩ thì cứ bình thường, tiếp xúc cứ bình thường. Cho tới bây giờ thì sư cũng không có tới cái mức độ gọi là cao giá, làm cao làm eo làm phách để mà muốn gặp sư là cái gì đó nó rất là khó khăn. Mặc dù đúng là bây giờ sư cũng khá là bận ấy, nhưng mà nó cũng không có tới cái mức độ đó đâu. Còn muốn xuất gia theo sư á thì phải liên hệ với sư đàng hoàng. Liên hệ với sư rồi sư sẽ xem xét là quý vị là ai, rồi có phù hợp với những cái tiêu chuẩn hay không. Rồi sau đó thì mới tính tới cái chuyện là có nhận để mà cho quý vị xuất gia theo sư hay không. Nhưng mà nó như còn một điều như vậy nữa nè, là để nhận nhận làm đệ tử á, nhận làm đệ tử á, thì một vị tỳ kheo đủ 10 tuổi hạ trở lên thì mới được phép nhận đệ tử, cho nên là sư chưa có đủ 10 tuổi hạ, thành ra sư chưa có được phép nhận đệ tử. Sư chỉ là một người hướng dẫn cho quý vị thôi, muốn xuất gia với ở chùa của sư, ở chùa sư đang ở chứ không phải chùa sư, ở chùa sư đang ở thì vẫn được. Sư sẽ hỗ trợ để cho quý vị được xuất gia, và sư sẽ dành thời gian để mà hướng dẫn quý vị cái phương pháp để mà tu hành cho ra một ông sư đàng hoàng. Đấy.